Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của MCB AI. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm một cái hệ thống workflow để có thể là kiếm được tiền, cũng như là làm affiliate marketing hay là kiếm được tương tác ở trên những nền tảng mạng xã hội, đặc biệt ở như ở đây là Facebook. Thì có vẻ các bạn đã biết được là gần đây rất nổi lên một cái dạng content là như kiểu là review, đúng chưa? Review lại một kênh YouTube này, một cái video YouTube đó. Và mình lấy ý tưởng từ kênh marketing dễ như chơi này và còn vô vàn những cái kênh khác nữa. Họ chỉ là gì ạ? Làm đi làm lại, đúng không ạ? Là review một cái kênh nào đấy hoặc là review về một cái kênh YouTube ở đấy. Tất cả nó như thế. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm ra được một cái hệ thống workflow automation để làm sao nó có thể giải quyết được cho các bạn một vấn đề là mọi thứ hoàn toàn tự động. Các bạn, cái việc của các bạn chỉ cần là gửi link để trong Google Sheet và nó sẽ tự động lấy thông tin của video, lấy title video, lấy dữ liệu của video và ném vào AI, và từ đó AI sẽ tạo cho các bạn một cái content để đăng post lên Facebook rất là chuyên nghiệp, rất chi là tự nhiên và như một người thật đó, và nó sẽ tự động đăng lên Facebook. Sau đó đăng lên Facebook xong nó sẽ lưu toàn bộ những cái thông tin đó vào lại trong Google Sheet của bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu với cả mọi người về một cái cộng đồng có tên là AI Automation Club. Thì đây là một cộng đồng dành cho bạn nào yêu thích về AI, về automation hay là workflow automation, hoặc các bạn đang muốn kiếm tiền với AI hoặc là affiliate marketing với AI, thì đây nó là một cái cộng đồng dành cho bạn. Ngoài ra này, trong cộng đồng này mình sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái lợi ích. Đầu tiên là có thể nó đến là những cái khóa học mà mình đúc kết những cái kinh nghiệm, mình sẽ chia sẻ hết toàn bộ ở trong cái cộng đồng này. Hơn nữa, tất cả những cái workflow của mình chia sẻ trên kênh YouTube hay là mình có tự làm riêng ra thì mình đều chia sẻ ở trong cộng đồng AI Automation Club Plus này, không giấu gì cả cho các bạn. Hơn nữa này, những cái đặc quyền khác ở trong group các bạn có thể nhận được, có thể là các bạn sẽ được giảm giá 20 cho đến 30% cái chi phí các bạn sử dụng API, đúng không ạ? Tại vì khi các bạn sử dụng tất cả những workflow thì đa số các bạn đều tốn rất là nhiều chi phí vào việc sử dụng những cái con AI như ChatGPT này, Cloudy này, DeepSeek này, hay là Grok 2, Grok 3, thì mình đều sẽ hỗ trợ các bạn để sử dụng được API giá rẻ hơn 20 cho đến 30% so với giá gốc ngoài thị trường ngoài kia. Và tất nhiên là còn một vài những đặc quyền nữa dành cho gói 5, như các bạn sẽ được nhận một cái tài khoản có thể là gì ạ, sử dụng N8N hoàn toàn miễn phí. Các bạn sẽ không phải tự sell hot nữa mà mình sẽ sell hot và deploy lên server cho các bạn. Ok, rất là mong sẽ được đón chào các cái đồng nghiệp ở trong cộng đồng AI Automation Club. Ok, thì bây giờ cùng mình test cái workflow này nhá. Đầu tiên này là mình sẽ test cho các bạn trước rồi mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách có thể làm được cái này, được chưa? Ok, thì bây giờ ở đây các bạn sẽ cần phải có một cái video trên YouTube, đúng không ạ? Thì mình sẽ tìm ra một cái video, mình thấy nó cũng khá là nhiều lượt share, mình chưa xem qua và mình chưa biết nội dung của cái video như thế nào. Thì đầu tiên là mình sẽ copy cái website này, được chưa? Một là các bạn copy ở đây, hai là các bạn copy ở trong phần này, tại vì mình đã có một cái đoạn code để nó có thể lọc ra được rồi. Đó, các bạn không cần phải quan tâm gì cả, các bạn chỉ cần việc là cho vào trong cái file Google Sheet như thế này, đây, trong cái file Google Sheet như thế này, đúng không ạ? Đấy, paste vào trong mình. Thì ở đây mình đã để một cái trigger, nó sẽ chạy hàng ngày và mỗi ngày một post thôi. Thì mình hiện tại đang để thế, còn một ngày có thể để nhiều post hơn. Thì đấy là cái tùy theo cái nhu cầu của mình, được chưa? Ở đây này, mình sẽ bắt đầu chạy nhá. Test workflow này. Đó, nó đã lấy cái video ấy rồi, đúng không ạ? Giờ nó sẽ đi qua một loạt các cái bước ở đây. Đấy. Giờ sẽ vào trong OpenAI và hiện tại là mình đang sử dụng cái model của mình luôn 4.1 với cái mức chi phí nó rẻ hơn rất là nhiều nên mình sử dụng luôn 4.1 đó. Hoặc các bạn thì sử dụng 4.1 mini hoặc là các bạn sử dụng 4O mini cũng được, nghĩa là nó có rất là nhiều những cái lựa chọn cho các bạn ở trong này đó. Thậm chí là có cả free về Gemini hay là free tiền từ AI Switch Up luôn, tùy theo các bạn và nhu cầu các bạn thôi đó. Đăng lên rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở đây. Đấy, đã đăng lên rồi. Mình sẽ vào đây mình xem, đúng không ạ? Đó. Đấy, nó sẽ lấy cái hình ảnh, được chưa? Nó sẽ lấy cái hình ảnh của gì ạ? Của cái thumbnail. Đấy, get rich from nothing. Đấy, đọc thử xem nhá. Ôi trời ơi này, thôi mình vào đây đọc cho nó dễ. Đây, đây là một cái page mà mình vừa mới tạo dành cho cộng đồng 5 phút AI mỗi ngày. Đó. Thì đây là mình tạo ra cái page này và mình sẽ nuôi cái page này luôn để chứng minh cho các bạn thấy là cái việc mà chúng ta upload ở lên trên Facebook mà qua auto này nó vẫn sẽ có khả năng là nó vẫn được viral thôi, không vấn đề gì cả, phụ thuộc vào content của chúng ta thôi các bạn ạ. Ôi trời ơi này, tôi vừa xem cái video How to Become a Millionaire, đoạn giới thiệu đoạn đầu. Đấy, giới thiệu đoạn đầu bảo hiểm đánh thức luôn, thiệt tình rồi, trước giờ làm quan lương tôi xác định các kiểu này. Xem xong thấy tâm đắc phải kể liền, được chưa? Một là chị ấy bảo là lên Google mà tra người nào triệu phú rồi xem thích cái nào. Hai nữa là nghe hơi phũ phàng, rất là ok đúng không ạ? Và nó có thêm một cái hashtag ở đây. Đó. Thì mỗi hàng ngày đúng không ạ, mình sẽ đăng một đến khoảng độ 3 video lên trên cái page này, và sau khoảng độ 30 ngày thì chúng ta sẽ cùng nhau test lại xem là cái page này nó có lên được xu hướng không, nó có được tăng được, có được reach hay không. Và tất nhiên là cái page này mình vừa mới lập thôi, nên là mình sẽ phải thêm một vài những thông tin ở đây các thứ để cho cái page nó nhìn nó được thật hơn, ok không ạ? Đó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái bước này các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu đến cuối. Bước đầu thì mình sẽ sử dụng một cái trigger ở trong cái phần là add another trigger này, thì mình sẽ lựa chọn một cái trigger là on a schedule, nghĩa là nó sẽ chạy theo thời gian. Đó, chạy theo thời gian. Thì mình có thể để nhiều trigger hơn, nhưng mà mình sẽ để một cái ở đây thôi. Thì sau hàng ngày đúng không ạ? Mỗi một ngày nó sẽ tự chạy cho mình. Thì mình có thể chạy, lựa chọn cái giờ chạy, mình sẽ chỉnh ở đây là mình sẽ cho nó chạy vào lúc khoảng độ 11 giờ sáng đi. Mình chạy vào 11 giờ sáng. Ngủ trưa chứ đúng không ạ? Trigger admin 11 giờ 30. Đấy, mình sẽ kiểm tra lại, mình cần xếp nữa nhá. Mình sẽ kiểm tra lại ở trong cái phần này này, sang cái phần setting của mình là nó đã gì ạ? Là nó đã chạy đúng giờ chưa? Đúng không ạ? Nó sẽ chạy đúng giờ chưa? Ví dụ time ở đây là default là Asia Hồ Chí Minh này, thì mình cần xếp là ok rồi. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái nốt Google Sheet. Thì ở cái nốt Google Sheet này này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn cái phần là gì ạ? Get Row. Phần document thì mình sẽ lựa chọn cái file này. Đây, mình sẽ lựa chọn cái file này là bảng tính không tiêu đề. Thì mình có thể tí nữa mình sẽ đổi lại, nhưng hiện tại là mình cứ để này đi đã, đúng không ạ? Ở trong này thì mình sẽ để cái phần column là link bài đăng. Tại sao nó cái column link bài đăng lại bằng value lại bằng không, đúng không ạ? Tại vì ở đây ví dụ khi mà các bạn khi mà nó kiểm tra, ví dụ bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé. Tại đây là nó không có. Tại vì là gì ạ? Trong trường hợp này đúng không ạ? Nếu mà link bài đăng đấy, nó không có dữ liệu cả, nó đây nó trống không. Ví dụ như bây giờ đấy, nếu mà cái này mình thêm cái này, ví dụ mình thêm cái này như này chẳng hạn đi, thì nó có ngay. Tại vì là gì ạ? Nó có cái dòng link video này đấy, nhưng cái link bài đăng của nó không có. Còn nếu mà link bài đăng của nó có rồi thì nó sẽ không nhận diện nữa và nó sẽ không chạy nữa, để tránh cho cái trường hợp là gì ạ? Khi mà các bạn đã có một cái bài đăng lên rồi, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mình bỏ ID này, ví dụ mình bỏ ID nhá, thì nó sẽ hiện ra gì ạ? Cả một hàng luôn, đúng không? Nó sẽ hiện ra cả một hàng luôn, và thành ra là gì? Nó sẽ bị lỗi, tại vì cái này các bạn đã làm rồi mà, đúng không? Các bạn đã làm rồi. Đó, nên là mình sẽ thể thêm một cái filter ở đây, link bài đăng bằng không có gì. Cái thứ hai là mình sẽ chọn cái phần là gì? Return only first matching row. Nên là nó sẽ chỉ trả cho mình một dòng đầu tiên thôi. Mỗi một lần nó chạy nó sẽ trả cho mình một dòng thôi. Đấy. Được không ạ? Ok, ấn test step này. Đó. Thì tại nó không có cái nào. Chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta tìm một cái video đi. Okay, if I want to become rich. Đây. Mình sẽ lấy cái này đúng không ạ? Mình paste vào đây. Đó. Tiếp theo này, mình sẽ để vào đây đã, đúng không? Mình sẽ test đến đây đi. Có một video này. Đấy. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một đoạn code. Cái đoạn code này thì nó sẽ giúp mình, đúng không ạ? Nó sẽ giúp mình lọc cái thông tin. Đó, nó sẽ giúp mình lọc cái thông tin, được chưa ạ? Đó, lọc cái thông tin của cái code để mình lấy ra cái code ở đây. Ở đây thì nó sẽ sử dụng một cái nốt ở YouTube, và làm sao tìm cái nốt này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ vào trong mình phần cái này này, các bạn tìm cho mình YouTube, nó sẽ ra một cái YouTube ở đây. Đấy, rất là nhiều thông tin ở đây. Còn về cái phần là dạng credential, đúng không ạ? Về phần credential thì các bạn chỉ cần nhập cái client tức là client secret thôi. Thì các bạn lấy được cái này ở đâu ạ? Thì các bạn sẽ vào trong Google Console. Đây, để chút. Google Cloud Console. Được chưa? Các bạn lấy y nguyên như trong cái video mà mình dẫn các bạn là lấy credential ấy, lấy credential của Google ấy. Đó, thì các bạn hãy xem video trên này này. Đó. Rồi các bạn sẽ vào đây nhá, các bạn sẽ vào cái này đây, đúng không ạ? Các bạn sẽ vào trong cái là đầu tiên các bạn sẽ vào API Enable API Service. Được chưa ạ? Tiếp theo này là các bạn sẽ cần phải vào cho mình phần library. Đấy. Trước tiên là các bạn tìm cho mình YouTube. tìm YouTube rồi các bạn vào đây, vào tất cả mấy cái này này. Các bạn cứ enable hết cho mình. Ở đây hiện tại là mình đang bật lên rồi. Còn đây ví dụ ở đây nếu mà nó chưa có được nó sẽ hiện ở phần là enable. Đấy. Các bạn cứ enable hết lên cho mình. Sau các bạn enable hết lên cho mình rồi xong rồi các bạn sẽ vào cho mình cái phần là API Service lại lần nữa này. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần là OAuth Content Screen. Vào phần client. Đấy, xong các bạn copy cái ID ở đây này, copy cái client ID này. Xong vào trong nữa thì các bạn sẽ thấy được là cái client secret. Đấy, nhưng mà trong video này thì mình sẽ không show cái đấy và các bạn sẽ có thể là xem cái video cũ của mình có hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Đấy, ở bên trên này. Đó. Ok chưa? Và vì hiện tại là mình đã có đây rồi. Đấy, mình đã có đây rồi. Được chưa? Thì mình sẽ ghép, được chưa? Ở trong này có video nó có là channel này, playlist này, playlist item này, video này, video category này. Đó. Thì ở đây nó có thể ghét được cả thông tin của channel luôn, được chưa? Nhưng mà hiện tại là mình sẽ chỉ video thôi để cho các bạn có thể hiểu được. Đấy. Sau này thì mình sẽ làm thêm một vài những cái workflow nữa, nó sẽ tổng hợp từ channel, playlist, từ video cho các bạn luôn. Ok. Mình sẽ nhấn vào test step nhá. Thì sau khi có xong, đúng không? Nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều thông tin từ title này, description này, thumbnail này. Đó. Và tiếp tục là một cái phần description nữa. Ở đây thì nó còn sẽ có là cái localization này, description theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta sẽ không quan tâm về đó. Được chưa? Tiếp theo này, chúng ta sẽ sử dụng một cái nốt có tên là YouTube Transcribe. Đấy, cái nốt này thì các bạn làm thế nào để có thể sử dụng được, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ vào trong phần community note. Thì các bạn phải vào trang chủ ở đây nhá. Rồi các bạn click vào phần 3 chấm này, vào setting này, vào community note này. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái gì là cái phần N8N Note YouTube Transcribe Transcription Casa. Các bạn ấn vào phần install, các bạn ấn paste vào, rồi các bạn ấn I understand, rồi các bạn ấn install. Đợi một xíu là nó sẽ ra được cái kia. Đó. Và nó sẽ hiện ở đây như thế này. Rồi các bạn sẽ quay lại workflow, đúng không ạ? Ở trong workflow này thì mình chỉ cần điền cái video ID thôi. Thì cái video ID nó chính là cái này. Đấy. Test step. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái là split out. Tại vì sao? Ở trong này nó sẽ cho chúng ta một cái đống transcript như này, nó sẽ chia từng dòng rất là nhiều cái thông tin như này, đúng không ạ? Đó, và nếu mà các bạn bây giờ các bạn ném vào trong AI thì nó sẽ kéo rất là rời rạc. Ví dụ cho các bạn xem nhá. Rồi edit fill. Đúng không ạ? Bây giờ sẽ có một cái cách để các bạn kéo vào nếu mà các bạn là một người mới không biết sử dụng, đúng không ạ? Bạn kéo thẳng này vào cho mình. Đấy, các bạn chọn nó thành string. Độ test thử cho các bạn xem này. Thì nó là một cái đoạn như này. Nhìn nó rất là lòng ngoằng, đúng không ạ? Nó rất là lòng ngoằng. Đấy. Nó rất là lòng ngoằng. Thì có thể là gì ạ? Đã bỏ cái đi. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái phần là gì ạ? Bây giờ mình sẽ cho nó vào phần gì ạ? Là phần split out. Đấy. Mình sẽ kéo cái phần transcript này, được chưa ạ? Để split out ra thì nó đã được chia thành các cái mảng như này. Đấy, text này, tất cả text vào trong một cái item, 371 item text này, 371 item duration này, 371 offset này và 371 length này, được chưa? Language ấy. Đó, nó đã chia thời gian ra cho chúng ta rồi. Tiếp theo nữa này, chúng ta sẽ phần là gì ạ? Aggregate. Đấy, aggregate. Ở đây thì mình sẽ aggregate cái gì ạ? Là mình sẽ tổng hợp lại. Bây giờ đang là 371 item, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta nhá ném thẳng vào ChatGPT này thì ChatGPT sẽ đồng thời xử lý 371 item cùng một lúc. Thì thứ nhất là nó không, cái chi phí code thì nó không tốn đâu, nhưng mà nó sẽ có một cái giới hạn để các bạn sử dụng code API. Nó sẽ không được code quá nhiều lần trong cùng một lúc, nhất là đối với những cái API hiện tại như của các bạn đang sử dụng ấy, thì API của chúng ta nó sẽ dạng API dạng kiểu cá nhân thôi, nên là nó sẽ không kiểu khô được nhiều đâu, được chưa? Rất là trong cùng một thời điểm nó sẽ bị limit ngay và không bên nào làm thế cả, tại vì nó sẽ rất dễ ảnh hưởng đến cái bên cung cấp dịch vụ API chẳng hạn. Đó, nhưng nó sẽ vào phần là aggregate, tổng hợp lại. Tôi sẽ cho cái text vào đây. Thì hiện tại nó đúng không ạ? Tất cả text của chúng ta đã vào trong một cái item. Đó, thành một cái item. Bây giờ đây này, mình sẽ kéo nó vào trong OpenAI. Hiện tại OpenAI là mình đang sử dụng cái model của bên mình nhá, nên là cái chi phí nó cũng sẽ thấp hơn một xíu. Đó. Về cách cài đặt thì nó cũng y hệt như thế thôi. Hoặc các bạn có thể sử dụng OpenAI bình thường cũng được đó. Và làm thế nào để có thể là set được cái credential của OpenAI, đúng không ạ? Là các bạn sẽ phải có cái API key này, đúng không ạ? Và làm thế nào để lấy API key thì các bạn để xem cái video ở trên này. Mình cũng đã có một cái video dẫn các bạn lấy cái API key của OpenAI rồi. Đó. Ok. Tiếp theo này là các bạn sẽ ở đây phần prompt này thì mình sẽ cho nó phần là change script, là mình sẽ kéo cái này sang đây. Đấy, mình sẽ kéo cái này sang đây. Và phần title, đúng không ạ? Title. Ở đây phần title là mình sẽ lấy từ cái YouTube này. Đấy, title là mình sẽ lấy ở đây. Đấy, title ở đây. Được chưa? Có thể là mình sẽ có thể thêm phần description nữa, nhưng mình sẽ không thêm phần description. Mà đây là mình sẽ tìm và mình sẽ thêm channel xem nào, name of channel. Đấy, name of channel. Ok chưa ạ? Đấy, mình sẽ và mình sẽ có một cái prompt như thế này ở đây, chia ra làm hai mục. Các bạn sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều đâu, mà các bạn chỉ quan tâm là gì ạ? Khi mà các bạn sử dụng workflow này thì các bạn sẽ có thể tạo được ra một cái caption nó rất là đỉnh. Đấy. Nó đang chạy này, nó đang chạy. Và các bạn đợi một xíu nhá. Đó, nó sẽ kiểm tra lại ở đây, đúng không ạ? Ok, sau khi nó cho chúng ta câu trả lời rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vào trong Facebook này, chúng ta sẽ xem cái câu trả lời. Đó, trời ơi mấy bạn ơi, tôi mới có xong cái video của ông Matt Tiburi và nếu muốn trở thành chủ của 55 thì làm gì? Cùng giá trị ban đầu hơi rối não này, rất là hay, nó rất là tự nhiên. Đấy, rất là ổn luôn đấy. Thì ở đây làm thế nào để có thể set được cái credential của Facebook, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn lấy được cái workflow này thì các bạn sẽ được nhận thêm một cái email và có thể là gửi tiền qua Zalo. Đó, và các bạn sẽ nhận được cái cách có thể là xác minh credential của Facebook nhá. Ok chưa ạ? Thì sẽ vào phần test step này. Trong này thì mình sẽ cấu hình như sau, là cái nốt này nó sẽ là cái ID của cái page của mình. Đấy. Và đây là phần message này thì nó sẽ là cái phần content. URL nó sẽ là hình ảnh thumbnail. Lấy cái hình ảnh thumbnail này ở đâu? Thế thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm đâu, tại vì cái workflow này là mình đã xếp hết toàn bộ rồi. Cái việc các bạn chỉ cần là kết nối những credential của YouTube này, của Google Sheet này và của Facebook cũng như là OpenAI. Còn tất cả các bạn chỉ cần ấn lên là chạy. Được chưa? Xác thực rất rất là nhanh thôi. Đó. Ok chưa? Và mình sẽ lưu vào đây. Mình sẽ test step, chạy lại từ đầu. Đấy. Bây giờ việc mình ở đây check thôi, đợi đây ngồi check thôi. Đấy, chuẩn bị rồi này. Đấy. Ok, rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, bây giờ vào click vào check, kiểm tra xem bài viết như thế nào. Đấy, trời ơi bạn ơi này, coi xong cái video này tôi mới thấy ông mặc cái gì này. Được chưa? Đấy. À, cùng là cái ông này luôn. Mày đăng thì làm gì có ai xem. Bây giờ nó là 1 giờ rồi, vẫn làm video cho mọi người. Ok, và mình cũng muốn giới thiệu với cả mọi người về một cái khóa học mà hiện tại là mình đang pre-order. Mình chưa chính thức lan cái khóa học này. Và nó có tên là khóa học N8N Automation 101. Thì đây nó là một cái khóa học N8N cơ bản 101, từ con số 0 đến tự tin xây dựng workflow tự động hóa trong vòng 2 tuần. Và các bạn sẽ có thể là làm chủ tự động hóa này, xây những cái hệ thống làm việc 24/7 mà không cần code. Đó. Đây là một khóa học thực sự là rất là phù hợp cho những người mới tham gia vào N8N và Automation hay là Automation kết hợp với cả AI. Và yên tâm là trong khóa học này hiện tại là đang mở pre-order. Và đối với các bạn nào mà đăng ký trước ngày 1/5 hay là 10/5 hay 20/5 hoặc 25/5 thì các bạn sẽ nhận được cái mức giá ưu đãi khác nhau. Được chưa? Phụ thuộc vào cái thời gian mà các bạn đăng ký tham gia vào khóa học này. Ngoài ra này là trong khóa học này mình dành tặng cho các bạn là 13 cái workflow tự động hóa để giúp các bạn tối đa công việc. Vì của các bạn là vào học xong rồi các bạn sẽ được nhận 13 cái workflow tự động hóa này, chỉ việc là ném vào và bắt đầu sử dụng workflow luôn, không cần phải set một bất cứ một cái gì khác cả. Rất là tiện lợi. Rất mong chờ các đồng nghiệp sẽ ở trong khóa học này cùng với tôi, MCB AI, đưa AI vào automation đến với Việt Nam.